thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Bảo Lâm đã đột kích bắt quả tang một cơ sở đang đấu trộn phân bón trái phép tại thôn 13, xã Lập Thành, huyện Bảo Lâm. Tại thời điểm kiểm tra, công an huyện Bảo Lâm phát hiện 6 người đang thực hiện việc đấu trộn các loại phân bón hóa học đơn như Vegadro, Ure Kali và SA thành phân bón thành phẩm NPK cộng TE cao cấp 20-20-15. Chủ cơ sở sản xuất phân bón trái phép được xác định là bà Hồ Thanh Trang, 42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. Tại hiện trường, công an huyện Bảo Lâm đã lập biên bản niêm phong thu giữ 200 bao phân bón thành phẩm NPK với tổng trọng lượng 10 tấn. Ngoài ra, tại đây cơ quan chức năng còn phát hiện có khoảng 2,5 tấn phân bón đã có dấu trộn nhưng chưa đóng bao. Một lượng lớn bao bì cùng nhiều công cụ dùng để đấu trộn phân bón như một cân điện tử loại 100kg, một máy đóng bao cào cuốc xẻng và hai con dấu dùng để ghi ngày tháng sản xuất. Theo thông tin ban đầu do bà Trang, chủ cơ sở khai nhận bà đã mua các loại phân bón hóa học đơn nói trên từ huyện Đức Trọng rồi đem đấu trộn thành phần tổng hợp NPK gắn nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Trang Khôi, trụ sở đóng tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo khai nhận của bà Trang, từ khi thuê người đấu trộn đến nay, bà đã xuất bán được 4 xe phân bón với tổng trọng lượng khoảng 40 tấn. Để sản xuất phân bón trái phép, bà Trang đã thuê 6 lao động là người địa phương trực tiếp thực hiện đấu trộn phân bón và cho người canh gác 24/24 giờ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Trang không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc sản xuất phân bón. Đây là lần thứ hai công an huyện Bảo Lâm phát hiện cơ sở sản xuất phân bón trái phép trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiến hành điều tra làm rõ. Trong tổng số trên 205 tỷ đồng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đến thời điểm này thì dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn chiếm tới 46,6 tỷ đồng. Với số tiền vay tối đa lên đến 50 triệu đồng, thời gian sử dụng vốn kéo dài từ 3 đến 5 năm, lãi suất 0,75% một tháng.